Ngoài việc thu thập chứng cứ liên quan đến việc yêu cầu bồi thường của một số cá nhân, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cần làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm có dấu hiệu của tội làm nhục người khác hoặc vu khống theo điều 155, điều 156 Bộ luật Hình sự hay không. Bản thân các bị hại đều cảm thấy rằng bị xâm hại đến danh dự, nhân phẩm của mình, nên họ đã làm đơn tố cáo và yêu cầu cơ quan pháp luật xử lý các bị can về tội làm nhục người khác. Hành vi khách quan của bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm hoàn toàn không xâm hại đến khách thể trật tự quản lý hành chính của nhà nước quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự. Hành vi khách quan của các bị can là xúc phạm và làm mất uy tín của từng cá nhân. Hành vi này xâm hại trực tiếp đến khách thể là nhân phẩm, danh dự của con người, được pháp luật hình sự bảo vệ và quy định tại điều 125 Bộ luật Hình sự. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự. Sau khi đối chiếu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra bổ sung làm rõ các nội dung trong vụ án. Từ những phân tích trên, tôi thấy rằng các bị can không vi phạm vào điều 331 Bộ luật Hình sự mà chỉ có các dấu hiệu vi phạm của tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ để điều tra bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm tội làm nhục người khác là có căn cứ, thể hiện tính khách quan toàn diện giải quyết vụ án nhằm đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.